Chào các bạn, tôi là Danh, đến từ Huế. Khi nói về Huế, tôi có thể tự tin nói hàng giờ với bạn bè của mình về vẻ đẹp ở Huế, về những nơi mà các bạn nhất định phải đặt chân đến một lần. Cũng như vậy, khi được hỏi đâu là môi trường tuyệt vời nhất để một trình dược viên có thể thỏa sức cống hiến và sáng tạo, tôi tự tin nói về dược phẩm Tĩnh Phong, về hành trình số 4 năm nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi tại đây, về những khát khao chạy bỏng trong tâm hồn của một trình dược viên không khi nào ngừng thôi thúc. Với nghề sao, mỗi ngày mới thức dậy là bạn đáng đón lấy một khởi đầu mới. Tại sao à? Tại vì ngày hôm qua bạn có thể bán được rất nhiều hàng, nhưng hôm nay không chắc cũng sẽ là như vậy. Điều đó khiến tôi phải cố gắng nỗ lực hàng ngày, bởi sống mãi thức dậy là một ngày mới. Đối với tôi, một trình dược viên thì thành công không phải là đích đến. Thành công chính là cuộc hành trình đầy gian nan để hướng tới những điều tốt đẹp nhất. Con đường tôi đi với Tĩnh Phong không phải chỉ có màu hồng, chỉ có những điều tuyệt vời, nó còn là mồ hôi, nước mắt và 100% sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Hôm nay tôi ở đây để kể cho các bạn nghe về câu chuyện thành công của tôi khi được đồng hành cùng dược phẩm Tĩnh Phong suốt 4 năm qua. Có người bảo xác suất để được sinh ra trên đời là 1/400.000 tỷ, nên tôi chính là kết quả của một phép màu nhiệm đáng sống và đáng thở. Mỗi giây phút có được trên đời đều là quý giá. Bản thân tôi luôn mong muốn mang đến cho cả khách hàng của mình những sản phẩm tốt đẹp và tuyệt vời. Khi đặt chân đến Tĩnh Phong, tôi đã có rất nhiều khát khao, sự quyết tâm cho một hành trình chinh phục mọi nhà thuốc trên khắp mọi miền Tổ quốc, một hành trình màu hồng. Anh chào chị ạ. Đang đến cầu duyệt. Anh xin duyệt. Vậy đó, giấc mơ nghề trình dược màu hồng của tôi vỡ vụn ngay từ những bước đi đầu tiên. Từ những vị khách hàng tôi gặp đầu tiên trong ngày. Đã cả tháng về Tĩnh Phong, nhưng tôi thật sự chưa thể hoàn thành tốt công việc mình đang đảm nhiệm. Không còn màu hồng, không còn những viễn cảnh về số mỗi tuần, mỗi tháng rực rỡ. Giờ chỉ còn ánh mắt ngạc nhiên của đồng nghiệp. Khi tháng nào số cũng thấp nhất nhóm, địa bàn mình nắm giữ không khi nào vươn lên được. Cứ nghĩ sẽ phải dừng chân ở Tĩnh Phong hoặc nơi này và bản thân mình không phù hợp. Nhưng dẫu phù hợp hay không thì cuối cùng vẫn do bản thân mình có muốn phấn đấu hay không, và quan trọng nhất là môi trường công ty cùng các đồng nghiệp mang đến cho mình. Sau cả ngày dài suy nghĩ, tôi thấy mình cần phải thay đổi rất nhiều. Tôi lại đến gặp chị vì khách hàng khó tính nhất. Chị cứ hỗ trợ em vài mẫu. Bị do na này, bị đầu này, lại cho chị 20 ống đi. Mỗi bước tôi đi, mỗi nhà thuốc tôi ghé đều là những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời mà Tĩnh Phong mang lại. Nghề trình dược viên khó hơn làm shipper, khó hơn đi phụ xe, nhưng nó giúp tôi trau dồi kỹ năng, giúp tôi biết khách hàng của mình cần gì, mong muốn gì, dù họ có làm khó mình đến mức nào. Và quan trọng, tôi đã tự mình rèn được sự kiên trì và vững bước trong mọi hoàn cảnh. Từ đó, tôi tự đúc rút cho mình được một quy trình làm việc nhanh chóng, đơn giản mà lại vô cùng hiệu quả. Người ta nói, trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lời biển. Tôi may mắn được đồng hành cùng một trường nhóm tận tâm với nhân viên, may mắn vì được làm việc và cống hiến cho dược Tĩnh Phong. Mỗi nhà thuốc tôi qua, mỗi khách hàng tôi tiếp xúc
đều mang đến cho tôi những trải nghiệm mới mẻ và khác biệt. Tôi biết mình cần phải cố gắng và phấn đấu hơn rất nhiều để có thể thành công hơn nữa trên con đường trở thành một trình dược viên xuất sắc. Hôm nay là vừa tròn 4 năm tôi ở Tịnh Phong, học được vô số điều tự hào, học được cách đứng lên từ chính nơi mình đã vấp ngã. Mọi khó khăn đều được giải quyết bởi sự bền bỉ, sự nỗ lực trong mỗi chúng ta. Hãy tin ở bản thân mình, tôi làm được, bạn cũng chắc chắn sẽ làm được. À, bạn nghĩ hành trình của tôi tại Tịnh Phong chỉ có vậy thôi sao? Đừng rời mắt, hãy xem tiếp để biết tại sao tôi yêu màu áo xanh này đến vậy nhé. Dù là một trình dược viên ở thành phố Huế, xa tổng công ty ngoài Hà Nội, nhưng khi đến với Tịnh Phong, bạn sẽ không bao giờ phải làm việc một mình.